Hello, xin chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người ạ. Hôm nay em có cặp bình Cutani nhỏ. Hôm nay em lên cửa hàng em thấy có hai cặp bình này, nó họa tiết nó không được nhiều nhưng mà em thấy nó thành em về em ghép được thành một cặp. Thế nên em lấy về hôm nay em lên video xem mà mọi người xem ai có ưng hay không. Bình này cao 20 nhé mọi người nhé. Này cao 20. Chiều cao của nó bình này thì nó nhỏ bình mọi người. Cao 20. Bụng của nó là 61 mọi người nhé. Chiều cao 20, bụng 61. Em đo miệng nó xem nào. Miệng nó là 10,5 mọi người ạ. Đây, trước này cũng thế mọi người nhé. Miệng 10,5 này. Cao 20 này. Bụng cũng 61 mọi người nhé. Cái này là nói chung là ghép được thành là một cặp đấy mọi người ạ. Họa tiết thì em quay cái bình này trước. Đấy, họa tiết thì vẽ nổi khối lên mọi người nhé. Đây là nó nổi hết lên đấy. Đấy, đây. Vẽ chim vào hoa này là hoa gì? Mình không biết là hoa này là hoa gì luôn mọi người ạ. Họa tiết thì nó không được nhiều lắm mọi người ạ. Nhưng mà tình trạng là lành tít nhá mọi người nhá. Đây chuyện Cutani luôn. À, đây bên trong rất sạch tưng luôn mọi người. Cái này thì để ở bàn uống nước thì mình trang trí vài bông hoa hoa ly hay là hoa gì em lại quên mất tên rồi, chơi Tết là cũng được mọi người, cũng không không phải là không được. Đấy. Bình trong tình trạng là vẫn còn lành tít và rất sáng sủa luôn, không có bị vết ố hay là như nào cả. Cặp bình này cả hai chiếc nó là bình Cutani men dạn nha mọi người nhé. Đây chuyện đây Cutani, cái này đây để em đặt vào đây cho mọi người xem. Cái này là nó là một cặp thì em thấy là nó cũng đẹp với mọi người ạ. Đấy, mọi người mà ai mà muốn mua em này về chơi Tết thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Với cặp bình này thì nếu mà ai mua thì em cứ bán cặp bình này là 1 triệu 6 mọi người nhé. Nhất lọc vậy mọi người ạ. Để cho nó may mắn. Đấy, mọi người ai liên hệ ai muốn mua cặp này cứ liên hệ với em nhé mọi người nhé. 1 triệu 6. 1 triệu 600 nghìn đồng nhất lọc luôn mọi người ạ. Thôi em xin phép chào tất cả mọi người nhé.